mà. Nhưng mà nói gì vậy? Nhãn hàng thôi, nó ném đồ nhãn hàng nha. Xíu nhãn hàng đòi quăng lên đường đầu em. Ném đồ luôn mà kìa. Ném luôn đi, mẹ ném xuống đi. Trúng nước. Nếu thiệt luôn người sao test rồi đem lên nó nói sao? Rồi lụm lên sao? Rồi lụm lên sao? Đi kiếm giá đi mọi người. Đó. Thank you.